Tuy nhiên với cá nhân Bo, tuyển thủ đi rừng của Vitality, hiện tại có lẽ là một trang mới đẹp đẽ cho hành trình sự nghiệp của anh. Sự trở lại mạnh mẽ này là cơ hội để anh được thể hiện tài năng của bản thân nhiều hơn, qua đó hướng tới con đường tương lai tươi sáng. Còn bạn nghĩ sao về Bo cùng team Vitality trong mùa giải năm nay? Liệu rằng đây có phải là cơ hội để LEC trở mình sau 3 năm thất bát? Hãy để lại ý kiến của mình bên dưới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. A few moments later.